Đấy. Chàng nhìn vào đây. Mẹ có một số cái chuyện chân. Cần làm những cái khác. Giờ các em nhìn vào cái phần này, các phần dữ liệu mình có các hàng rồi, tuy nhiên mình không có, không biết được đang hảo hàng thứ mấy đấy, cho nên mình cần thêm một cái cột thứ tự để hiển thị thế nào như số có danh trên lớp ấy, cho nên các em cần thêm một cái thứ tự để vào đấy. Và cái dòng dưới này đôi khi nó giả cái dòng thừa, để bỏ dòng thừa thì các em hoàn toàn làm được. Thứ nhất là mình bỏ dòng thừa bằng cách là cái các em chỉnh thủ tính của nó và được thiết kế này đấy, chỉnh cái chỗ mà dòng thừa trên cái chỗ thủ tính là unknown user to error, các em cho bằng cô đấy, thì ngay lập tức là cái dòng thừa nó mất đi, nó chạy lại. Và giờ các em nhìn thấy kết quả này, nó hiện đúng các hàng dữ liệu của mình không có dòng thừa nữa. Vấn đề giờ thế này, mình cần thêm một cái cột số tự bên này đấy để cho nó đẹp, thì các em chỉnh vào rồi lại vào cái chỗ design này, chỗ tạo ra này và edit con nu, em ép thêm một cột nữa, đặt tên là số thứ tự, đấy thì là số thứ tự này, ấn ép nó vào, đấy. Khi trong cột nó các em thể thay đổi thứ tự của nó, cách dùng cái mũi tên lên xuống này, đấy. Thứ tự này đổi đầu tiên các em xong đầu tiên, ấn ok. Bây giờ chạy này, chạy xong thì vẫn chưa được như ý, số tự nó hoàn toàn chưa có gì, với cái này trong khi không có, các em để tiền lại bằng trong code của mình. Đây, đây chính là một cách là mình can thiệp vào code nhé. Bây giờ các em vào cái kia này, viết một cái hàm điền số tự riêng. Đây, dẫn viết lại một cái nhé. Các em để viết vào đây cây này, con không được cái gì cả. Khi là tin là no này, no là viết số tự riêng. Cái từ này các nhìn thấy nhiều lắm, nhìn thấy các sản phẩm này ghi từ no ấy, no ấy. NO viết tắt của number order, tự nhiên sổ mong number order đấy, xuất hiện cái NO chưa, number là số, order là thứ tự, số tự đấy. Ngày xưa thắc mắc NO là không, người ta biết là NO, người ta phải là chữ NO không, nó là number order viết tắt đấy. Khi NO với cái view này nó là data, như các em phải gọi là cái view được, không vấn đề gì cả. Trong các form nó dùng với cái view, trong này là data với cái view, để là nướng hiển thị dữ liệu thôi mà. Ở trong này mình sẽ can thiệp vào từng ô của cái gì bằng cách duyệt vòng nạp này, y này, một không này, những y nhỏ cái gì vấn đề từ đấy, thì ở để lấy ra để biết được trong cái clip của mình có bao nhiêu hàng thì các em dùng tên của cái view này, ta cái view này, chấm lấy ra hàng thì em dùng chấm đâu một hàng này, nếu đâu một chữ n nhé, ở enter này, muốn biết được xem hàng này có bao nhiêu thì các em dùng cao này. Từ sau tất cả có như cái phần control nào hiển thị hay là phần khác đều có cái thủ tính chấm cao, cao rất là đếm mình, nó trả về cái số lượng của mình cần, chữ đâu chấm cao là số lượng hàng, có con num hay là theo chấm cao là số lượng cột, vân vân. Kem chấm cao là biết được số lượng của những cái mình trước đấy, chữ đâu chấm cao là số lượng của hàng này, con num chấm cao hay là cái gì chấm cao là chính là số lượng của cái mình chấm ra. Đây, mình thì là số tự từ 1 cho đến cái chấm cao, cái em nhỏ không nhỉ, nhỏ hơn chấm đâu chấm cao tổng cộng. Bây giờ cái clip của mình ấy, nó là cái lưới, cho nên nó có hàng các cột, nó chính là cái thể hiện ra ma trận của mình ấy. Nên các bạn truy xuất cái đấy bằng cách này, g r v này, ngoặc vuông này, nó dạng ma trận đấy mà. Thì các em nhìn thấy thông số này, nó có hai phần tham số, đầu tiên là con index và cái phần thứ hai là dom index, tức là cái chỉ số cột và chỉ số hàng. Chỉ số cột là các em nhìn cái nữa bên trái nhất, nó là 1/2, thì hiện ở trong này có hai cái dạng là chồng mũi tên xuống dưới này, thì các em nhìn thấy đầu tiên là chứ nó không phải là in nữa, là string column, tức là các em để tiền vào tên cột, còn cái bên phải nó dom index, em để tiền là chỉ số bình thường. Các em thể dùng đầu tiên cột đầu tiên là chỉ từ không, em để không này, nhưng viết cái dạng số thì nó thường rất là tối nghĩa, cho nên các em tránh cái đấy, trừ trường hợp nó bắt buộc viết dạng số thì cần viết không. Trường hợp này nên viết theo tên thì nó sẽ cụ thể hơn, nhìn nó dễ hơn đối tự. Và các em lấy giá trị khác là cái mã khách tên khác thì lấy bình thường, cũng như này chuỗi mã khách không phải cái hàng bao nhiêu em điền vào, hàng không thì điền số không vào, đây tổng quát là hàng y các em điền y vào, lấy giá trị trong một cái ô đấy các em chấm value,
Đây. Gắn vào giá trị, gắn vào y. Nhưng gắn y không thì để ý nhìn lại y chạy được không. Nếu gắn y nó sẽ bằng 0, 1, đến chấm chấm đến n từ 1 đúng không? Thì cộng từ 1 cả. Đấy. Đấy thì cần này thì giá trị của mình sẽ đúng bằng từ 1 phần đến chạy đều. Và để gọi cái, để điền vào mình viết xong để gọi cho nó chạy thì các em thể dùng cái sự kiện là dâu nó thêm vào. Tức là mỗi lần là hàng thêm vào tạo ra một sự kiện. Như ở video của thằng nick quá thì em click vào cái video này, chuyển sang y tuần này, kéo nó năng thuộc xuống dưới cùng này, nó có cái sự kiện là dâu ép được. Đây. Dâu ép tức là hàng được thêm vào, được thêm đó, thêm vào có ép được đi quá khứ. Đây là tiếng Anh quá khứ đã quá rồi, quá khứ đơn đây. Nếu nó được kéo xong thì các em để gọi điện cho đối tượng. Đấy. Mình đã xin được hàng nữa, các em gọi cái hàng xin đâu này. Thì khi nó làm nó tự động thêm được cái hàng thứ tự. Bây giờ chạy nhé. Giờ các em nhìn số tự chưa? Đấy, nhưng mà số tự này quá khoai đúng không? Hiển thị được rồi nhưng mà các em thấy xấu hay đẹp? Đấy, số tự này bá đạo to quá. Thứ nhất là cái cột nó quá to đúng không? À cái độ rộng cột đấy. Và thứ hai là cái số này bảo rồi. Có thể cả căn trường hợp này số nó ít số tự nó cố định được rồi mình phải căn giữa hoặc là căn bên phải chứ không thể căn căn trái. Nên các em phải chỉnh cái này. Đầu tiên là chỉnh lại độ rộng của cái cột. Bây giờ mình chuyển đến giao diện. Chỉnh độ rộng của cột này bằng cách này. Lại kích vào người view, kích vào tầng trang bên trên. Rồi edit menu. Chọn cột thứ tự. Kéo xuống dưới. Bây giờ các em nhìn các phần này. Nó có width này, có pin width này. Và có auto size mode. Cái auto size chính là cái sự kích thước nó tự động. Giờ thử anh so cái chỗ này bằng 40. Này đem cái. Bằng cho cái này đi. Bằng 50. Các em nhìn thấy cái phần pin width thì nó nhảy theo cái kia đúng không? Đây này, ví dụ anh cho 60 nhá. Đấy kia đã là 111, pin fan là thêm 134. Để tránh trường hợp mà nó cứ thằng bởi nó hay là mình cố định không muốn nó nhảy lung tung thì các em chỉnh vào cái từ cái chỗ mà auto size mode ấy, em click vào chọn cho nó bằng non, tức là không cho nó nhảy lung tung nữa. Hoặc cái chỗ độ rộng cố định này, thường số tự mình chỉ cần để 30 thôi là vừa đẹp rồi. Đấy giờ cứ của mình chỉ chỉnh 30 là bé tí thôi. Đấy. Tiếp theo là căn nền cho nó được click lại này. Thế nên là trong cùng nó ta bây giờ nên chót ok rồi, để click lại rồi. Chỉnh luôn cho cái phần căn nền cho nó. Đây, căn nền ở đây nó chưa xuất hiện đâu, các em phải click vào cái chỗ Deform Delta khi lên trên. Đấy. Căn nền cho nó giờ đang để not set là chưa được thiết lập. Các em chỉnh nó về căn giữa căn phải tùy. Mình muốn nó căn đa giữa thì middle center. Muốn căn sang giữa bên phải thì middle đa. Cái thứ tự này có ít các em để cho nó giữa cho nó chính đa giữa là ok. Đấy, bây giờ chạy lại xem kết quả nhé. Nào đấy. Cái nó đang để middle center là giữa. Bây giờ số tự nó đang giữa đâu. Nhìn nó phải luồn một chút đúng không? Bây giờ cái chỗ này các cột đi sai được. Cái này nó đi sai được nhưng lúc cái pin ra thì cái kia không ảnh hưởng. Đấy. Em chỉnh luôn vào trong cho nó chạy đi. Em dừng chút xíu. Tiếp. Đây là các dữ liệu mình hiển thị từ các dữ liệu mình có sẵn ra. Bây giờ mình không muốn thế nữa. Mình muốn là nhập vào mã khách là KH 100 chẳng hạn. Địa chỉ là ABC rồi đấy. Tên khách là nó thì tốt nhỉ. Điện thoại 09. À rồi, còn cái tab các em chỉ muốn tab nhé. Đấy tab, quy tắc của tab là từ trên hướng dưới, từ trái nó phải trên hướng dưới. Thì nó là mã khách, tên khách này, địa chỉ, điện thoại thì sao đúng được. Và chỉ nó tab đấy. Chọn vào cái tab order này. Click vào cái ô bên ngoài này. Đây. 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 Đấy. Rồi. Mình muốn là click vào nút thêm thì tức là những cái mình nhập ở bên trên này. Nó sẽ truy vào trong cái này đúng không? Và truy trong cổng dữ liệu cái này hiển thị ra luôn. Thì các em click vào nút thêm. Thêm đặt tên cho nó hết rồi. Thì click nút vào. Đấy. Thì hôm nay mới học về trong Winform thì tạm thời vẫn chưa biết đối tượng. Buổi sau mình vẫn một em là dùng cái cửa nát thì chưa đã học ấy. Cứ cụ thể mình sẽ tạo cái lớp. Trường hợp này mình sẽ tạo ra một cái lớp là lớp khách. Có các thuộc tính mã khách, tên khách, địa chỉ vân. Xong mình chèn vào. Nhưng nên nói từ vừa rồi ấy, tức là phần buổi này thì mình sẽ chèn thẳng vào chưa tạo cửa nát bộ. Để học nó nhanh, đỡ mất thời gian hơn cái đấy. Xong buổi sau mình sẽ dùng cái đấy kết hợp vào. Để hướng tới sau mình làm mô hình 3 lớp, mô hình thực thể vân vân. Thì được dùng cho đối tượng hết.
Phần S này vào thì các em chỉ cần này. Đây. Xem vào cơ sở nữa nha. Các thao tác này giống hệt phần bên trên. Một số người thì hay kiểu viết là một hàng con đất riêng này, rồi là tờ nào riêng. Nhưng đấy em bảo từ buổi trước nữa rồi, mình cái đấy mình không cần thiết. Đây mình đang học để code cho các em để nó viết lên lại cho nó quen. Rồi sau đấy nó buổi ngay đằng sau em giống một em là dùng một cái là SQL Helper. Mình không phải khổ sở viết từng cái một cái này, mà chỉ cần truyền tên của thủ tục và giá trị các tham số và là mình sẽ xong. Đấy, nhớ đấy nhá. Nên đừng thắc mắc tại sao code viết nền tảng. Đấy. Cái nào các cô cho đầu tiên học nhớ hết đi. Cái nào đi viết thì nào còn nhớ. Nếu như các bác cái này phải làm gì cả, nhưng mình đang học cái thuộc không phải học để viết ngắn. Rồi bây giờ cái chỗ mà select insert các em tạo thủ tục insert vào là trong bảng cơ sở liệu này từ bảng khách. Đây sẽ viết ra một cái insert insert tool như bên đó này. Tạo ngay thủ tục. Với Ctrl H thay thế hết những cái thằng mà cái dấu ngoặc vuông đi. Những cái thằng mà có dấu nhỏ hơn thì các em sẽ đến A cộng để đỡ viết thằng số nhiều. Rồi bây giờ copy cắt hết phần lên trên kia. Mình có read và drop này. Đặt tên quy tắc theo kiểu là tên bảng này, khách này. Còn để dây một khách không đầy đủ, dây một khách này. Sau đó là sau cái tên bảng mình có dấu ngoặc nối dưới và thao tác insert. Chỗ này có tham số các em, sau đấy là mình đền sang tham số này. Để căn nền nhiều các em vôi đen hết, sau đó shift tab để lùi lại, tab cũng tiến đi. Chỗ này có nhiều cái không dùng các em phải thay thế. Cái này chỉ là cái cách dùng của mình thôi, thì nhanh nhạy nhìn đỡ phải xóa nhiều ấy. Các em dùng thay thế, cái này bằng cái đỗng mình xóa đi, thấy chưa? Đấy, sự linh hoạt của mình dùng cái Ctrl H lại dùng rất là thích. Đầu tiên dùng cho quen thì có thể nguy hiểm để sau dùng lại không khóa. Rồi, chỗ này của mình xong. Thủ tục cái so tham số thì mình chỉ có E. Cái này nhiều người đen hết tab mà chưa một tí không dễ nhìn. Đây clip blog này. Tên này, tên thủ tục này, tham số này. Đấy giờ cho em quét cái phần này lên trên này. Hoặc với 28 thì đi, nó hoàn toàn tự sổ này. Em mang khách này. Bằng tên khách này. Bằng địa chỉ này, 25 không có cái này. Điện thoại. Đấy. Ok chưa? Có vấn đề chưa? Đấy, chèn xong rồi thì mình có thể là F5. Khách thì có rồi. Khi mà các em tạo các thủ tục nó có rồi, thông báo là ZE, ODT, UNOPTIC, NEN, v.v. E-Database. Trường hợp đã có rồi, các em muốn sửa lại cái khác thì các em dùng Enter. Đấy, Enter mình đi thoải mái. Nên này, như trước em viết, ví dụ là trường hợp mình insert mà nó có thì về nỗi mình sẽ thêm một cái dòng mà kiểm tra nó không có cái insert vào đúng không? Đấy, thế là các em dùng những cái là if này, not, and if, đây đây, mã khác này, và gửi danh mục, khách, quay điều kiện, mã khách, bằng a vào mã khách, tức là kiểm tra xem là cái mã khách này không có mình insert vào, cái trường hợp nó có thì insert nữa mình báo nữa là trùng khóa. Thì trước anh nhắc rồi. Bây giờ enter phần mã. Bây giờ enter 5 lần nó không thành công. Click được một lần thôi. Thủ tục xong là các em copy cái này vào trong kia được chặn. Đấy. Nghe này. Bây giờ cái chỗ cái phần này, cái phần quay đi của mình ấy chính là cái xử lý thủ tục insert. Em copy cái tên của nó thay vào đây. Còn các phần bên dưới này là các tham số. Đấy, tham số các em có thể dùng vào cái chỗ CMD này. Chứ phần trước giống hệt không? Cái tham số là connector này, chấm S. Đầu tiên trên tham số của mình, các em phải copy bên dưới này lên sang phần. Kiểu dữ liệu của nó này, FLDB type này, chấm là 300, chấm 300. Thì khó viết cái này cho vòng một chút nó quen. Lấy chấm gắn giá trị là chấm value. Đấy. Value của mình lấy luôn từ thằng text bóc ra sang để một tên mã khác này chấm text. Và
Và để cắt các khoảng trống ở tam giác vàng thì các em dùng cái chim. Đấy, cái này còn nhớ không em? Từ lần trước con Sonia học em. Đây này, text là lấy text người ta là vào nhá. Còn hàm chim thì trường hợp mình cắt hai khoảng trống ở đầu, ở hai đầu đi. Đấy. Một dòng này ngon này rồi mình copy sang dòng khác. Cái hơi dài thì đây copy nào nhá. Cái này luyện tập code cho bò hơn một chút thôi. Anh bảo là lần sau mình sẽ dùng cái kia nhẹ nhàng hơn, không phải khổ này nữa. Nhưng mà cũng phải khổ một chút để biết từ sau dùng khác nó sướng thế nào. Mã khách này, tên khách này, địa chỉ này, điện thoại đúng không? Thì kia kệ nó, tính mình xóa khác nào. Chỗ này là tên khách, mình để là n va cha, can xuân cách chọn này, địa chỉ cũng n va cha. Cái phần nào mình có rồi, các em muốn chọn lại thì bôi đen này, can xuân cách, đó là mình enter. Đấy, phần dưới này là điện thoại va cha. 3 3 20. Rồi bây giờ phần này là TT, không phải mã khách, TT khách, phần xung khách này, địa chỉ đây. Nếu các phần khách phần cách enter, mũi tên enter, điện thoại để các dùng được nhanh, enter ok rồi. Còn cái phần dưới này giờ mình không dùng, dùng xong xong số rồi xóa đi thì copy ra một phần, phải mở đi mà nặng nhiều lần nó quên đấy. Thế là các em nhìn thấy nhiều thằng A còng đúng không? Chỉ có một cái A còng thôi. Dùng căn thuần thang. Căn thuần thang A còng bằng 1. Quy 2 cho 1 thôi. Nhìn lên ổn cả. Đây là xong. Được chưa? Đấy, không còn là hai A còng nữa. Dùng căn thuần thang nhiều hay á. Đỡ phải sửa nhiều, biết nhiều. Và chỗ này, khi mà thực thi thằng này thì cái thuần của mình nó giống hệt con số này thôi. Nó không trả được kết quả nào cả. Đó là thực thi không suy vấn đúng không? À, thực thi không có trả về. Nên các em sẽ dùng, chỉ cần là dùng cái comment này. À, cái này chẳng hạn có đi. Ở này chỉ cần thêm một dòng này, thêm một D này, dòng XS mang có đi, để là thực thi phần thêm vào rồi. Đấy. Thêm vào trường hợp này không có lỗi thì các em phải thêm thành công. Còn là gắn cái kết quả. Đây. Có thể gắn một cái biến để lưu kết quả lần trước. Đi là N, đi sang này bằng cái xe trong cái gì này, cái này trả về số cái xe trong đi, nó không trả về kết quả nhưng cái trả về số phần thi có tác dụng, như gọi là update này hay là delete. Update thì có thể là update bao nhiêu bản ghi trong cái bản đấy. Cả các em update điều kiện là tuổi nó nhỏ hơn 20 thì xe có bao nhiêu thằng 20, có 5 thằng lại trả về 5, không thằng nào trả về không, em sẽ kiểm tra cái đấy dựa vào cái kết quả các em kiểm tra này, if này nó đi sang mà bằng không nó không có nào thì các em là thông báo, tức là cái này nó tồn tại mình không ghi sót được. Còn ngược lại tức là nó khác không, chắc là bằng 1 thôi, chỉ có 0 với 1 thôi. Nó insert mà, thành công thì được 1 cái cũng rõ việc, chứ không cái nào. Xem thành công. Cái phần thông báo với test nó đều ảnh hưởng. Đầu tiên cứ thông báo trước em sẽ thấy thế này là tiền. Về sau để tối ưu hơn và để người dùng khỏi đến bất tiện thì ta sẽ không dùng cái cảnh báo như này. Thêm thành công hay thi vải nó không để thông báo, mà nó sẽ thông báo một cái tag này để chỉnh sửa xong, để người ta đỡ phải kích chuột đấy, mình nhìn nó sẽ đỡ bất tiện hơn trường hợp cái kích chuột để họ enter vấn đề. Rồi thành công xong này, khi mà thêm xong rồi thì các em có thể nó lại dữ liệu của nó, và mình chỉ nó lại trường hợp nó thành công thôi, cho nên cái chỗ này các em cái chỗ thành công xong em mới nó lại dữ liệu rồi nó hết dữ liệu của nó. Rồi chúng ta là mã khách này, K21 thì tên khách là thì ở tên địa chỉ Thái Nguyên, điện thoại 9 này. Đấy, các em nhìn thấy chỗ này chưa? Đấy, vào xong các em nhìn thấy trên bảng rồi, mình dùng messbox chấm sâu rất là phiền. Thế thì các em phải dùng một cái name rồi để khỏi phiền hơn. Neighbor có sẵn rồi. Xong một cái neighbor thông báo trên đỉnh để chẳng hạn. Cho ta nhìn thấy đó. Đấy, giờ thao tác neighbor. Đặt tên cho nó, các em phải đặt tên là NV. Đặt tắt của neighbor này, kết quả là đi sang. NV đi sang. Chữ hơi nhỏ nhỉ. Cho con thay tăng lên chút nhé. Cho tầm 13 tên. Nó đạt quá nhỉ.
ADA này 12 cái tên. Và đầu tiên các em không muốn nó thường là chưa thao tác thì mình sẽ ẩn nó đi. Nó thôi được chưa? Đấy. Nó chưa chịu ẩn. Rồi. Chỗ thêm này, nếu mà thành công này thì cái này các em không thành công thì em vô lên cái tách nó sẽ bóc nữa. Mà dùng cái NB đi sang kia làm tách này, được gắn bằng tách để đặt tồn tại, ok rồi. Đấy. Còn ở dưới là thành công, các em phải gắn bằng cái phần tách kia. Đấy, đi sang này, phần tách, gắn bằng cái này. Và trước hết là để cho hiển thị được thì các em phải nhớ là NB đi sang này chấm visible bằng nếu hiển thị bằng chu thì hiển thị được. Ba năm một hai ba mười đây này đấy thêm này công chỉ thêm này giờ tiếp cái này thêm tiếp này để đi xong một trận này. Các em làm thử cái thêm nhé. Mất phút này, phải mất phút này. Thì nhà các em tự update. Đấy. Giờ thêm đồ này. Giờ mình muốn sửa. Đây, sửa như thế. Ví dụ mình click vào cái dòng nào thì cái phần thông tin trên này hiển thị dòng đấy. À, xong mình click nút sửa nó update nào. Mình dừng được cái gì đâu. Chứ không phải là cái em nhập từng mã vậy thì mình muốn sửa. Mình click từ dưới view lên trên thì mình sẽ sửa. Được chưa? Khi phát hiện lên rồi mình sửa lại đấy. Đấy, trường hợp đơn giản nhất là chưa liên quan nhiều bảng. Về sau nó còn các cái phần lựa chọn như kiểu nớp với sinh viên này. Mình click vào sinh viên chọn lại cái nớp. Đấy, thì phần đấy sau nó nguyên lý nó giống nhau thôi. Bây giờ đơn giản nhất là click vào dòng nó hiển thị trên này nhá. Thì các em dùng sự kiện này. Sự kiện do enter còn là cell của nick. Có thể nhiều cái để dùng được. Đơn giản nhất là các em phải dùng sự kiện cell của nick này, tức là cái ô của nick vào. Cái đu vào đấy, không thể nào trừ cái thằng tiêu đề các em phải kiểm tra trước đấy, cái nào trước thì đang nội thì sau nhé. Đầu tiên lấy ra cái hàng này, trong mỗi hàng nó ghi là data của list view row, tức là có cái hàng của cái list view ấy đang ghi nó ghi là cái list row này, các đặt nhân đâu nhỏ, các em lấy cái hàng đã chọn vào bằng cách rdv này chấm row ở hàng nào này, row này tím này chấm row, nó sẽ hỏi là lấy đâu từ hàng nào index ở trong thì mình sẽ lấy đâu thì mình được chọn e.login.index. Thì e này chính là cái sự kiện người ta click vào khi nào sự kiện e, lúc click vào đâu sẽ đánh dấu được mình đang ở khu nào, nó có khoanh vùng cái định vị em sử dụng cái công cụ định vị cho nó khoanh vùng mình đang ở khu vực nào, sẽ tính được cái tọa độ của mình đấy. Mình không quan tâm đến gì, nó đã hỗ trợ sẵn rồi, cái bản e.index nó là đúng cái chỗ mình click vào đấy. À, sẽ lấy được cái row rồi. Bây giờ các em muốn hiển thị là cái kia thì cần mã thay này, chấm tay với cái này đâu mã phách cao cái xe đấy, nhưng cái giá trị mình không muốn là thích cứng, mình lấy từ cái ô thì em cần là row. Đây là một hàng thì có nhiều cột, chính là các ô ấy, chấm cell, trong cell nó chỉ ra có hai cái là cell ở vị trí bao nhiêu nó chạy từ không, row có một hàng chạy từ không thì sẽ nó phải thứ tự là không này, mã phách là một vân, các thể cho một không một hai nhưng mà không nên dùng từ đấy, nó tối nghĩa, mình sẽ dùng luôn là cái tên giá trị row ở cái cột mã phách thì row mã phách này chấm value giá trị này đổi lấy kiểu chuỗi giống chương trình thì tương đương là lấy cái hàng cho mình đấy, tương tự mã khách rồi có tên khách, cái phần này các em có sự giống nhau này, đây tên khách này chấm tách đúng không, chỗ này gần sang một tên khách thôi giống hệt nhau, nếu cái kiểu là về số hay gì gắn lại thì em con vẫn bình thường, đây đây địa chỉ này tách và nghe địa chỉ. Nhớ cái này là cái tên cột nhá, cái tên cột mình đặt ở phần F column ấy là điểm ở đây, không phải tên của từng cơ sở liệu đâu mà cái tên cột em ép vào cái hồi view ấy. Còn một cái điện thoại này tăng 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 năm thấy cái gì chưa đấy, tiếp vào ô nào lên thì chỉ được rồi, vào bên này này 02 được chưa, vào bên này 970 này, thái nguyên này được chưa,
Khi vào thằng ZE number 10 này, số 10 này, đấy, khi thằng K này, vân vân. Đấy, những nhược điểm của cái thằng self của nick đó là người ta di chuột này nó sẽ không hiển thị theo. Đây này, nếu mà dùng mũi tên ấy, đấy là cái trường hợp mà các em muốn di chuột theo như này nó theo luôn ấy, thì các em dùng sự kiện khác là row enter để mình làm mũi tên này nó vẫn chọn theo được ấy. Em dùng kiện khác nhá. Đây, tiếp theo này xong này có row enter, đây là row enter kết thúc rồi. Cái phần này thì khác nhau phần data view row là cái nào đúng không? Các em phải biết cái hàm thì chỉ riêng con này get value. Cái cần tham số là có thể các em chỉ cần truyền một cái index để vào thôi để mình lấy được cái video này. Đây này, đấy còn cái phần này các em copy mất từ trước, được chưa? Cái này cần gọi là get value của thằng e chấm với index, được chưa? Xong cái chỗ này chứ không thể e chấm với không có đây mà cần index không? Đấy nào là cái index này, chỗ này thì cần get value ở chỉ e chấm với index nó hệ nhau hiện tại này. Dòng mũi tên lên xuống này, tất cả phải đủ xem nó đủ quân rồi. Máy này dùng cái đôi tơ kem thể mọc xem phần nick gì cả đấy xíu thử này theo phần nick không cần nữa, chú thích đi được không? Vẫn được, thế thì cần dùng low enter thôi, không cần dùng theo phần nick này. Còn theo phần nick thì người ta phải dùng trường hợp khác là phần nick liên quan double phần nick, người ta phải chỉ dùng cái con nữa thì sẽ dùng sự kiện đấy, nên là chị có thể dùng nhiều cách. Để nhận nhất dùng hoặc dùng đâu anh ta đây này. Và khi để hiển thị xong thì công việc của em tiếp sửa là cái update bình thường thôi. Cái nhà các em tự nào đấy nhá. Buổi sau nếu hướng thì em để làm cho người đi xem. Xóa vậy bây giờ xóa có mã khách, xóa thêm mã khách không có gì. Sửa thêm mã khách thông tin để như kiểu là thêm thôi, đúng không? Nếu không phải nhập nữa mà có thể chỉ sửa thôi. Là nam sửa hay không là sửa xong. Được không? Hết pin đó rồi. Hả? Đang có vấn đề nhỉ? Gì đó hả? Sửa, xóa. Xóa là mình biết được dòng, đấy xóa, xóa nha. Xóa. Xóa. Thì mình biết được dòng rồi thì đấy xóa, xóa. Xóa được, có thể dùng thêm một cái cột ở đây. Xóa thì thêm một cái cột mà xóa là vào. Đấy, em vào cột xóa là bình thường. Đấy, con nu này xem một cột là em xem một cột sửa xóa. Cột xóa này. Đây là xóa. Xong dưới này. Những cái cột này có thể đổi kiểu khác. Để cho người ta thích được thì em sẽ dỗ con nu tay phở này. Nó có nhiều cái để ta nhìn danh sách này. Vì thường mình cho dạng là take box con nu thôi. Bây giờ các em nếu thích được có thể dùng button hoặc dùng cái link này. Tức là cái dạng link nhỏ nhỏ chữ A này chỉnh cho độ rộng của nó vừa đẹp như cái phần trước ấy. Đây vào width này cho cái non sen này về non đi, độ rộng của nó tầm khoảng 50 thôi đấy, cho nó xóa vừa đẹp này. Xong chỗ này hiển thị dữ liệu thì em dùng cái mặc định giả tà vào thì trong cơ sở niệm kênh được sử dụng trên đấy nhé. Đây nè, xóa này, đây là cao này, em làm cái gì này. Cái trường hiển thị của nó em truyền cái n này vào để hiển thị cái text người ta cho người xem đấy. Đấy, bây giờ các em nhìn thấy có phần xóa trong rồi đấy, được chưa? Và muốn bắt được cái nút xóa người ta click vào đâu thì các em phải bắt theo cái phần theo một. Cái nội dung bên trong thì có sự kiện tương ứng là theo content clip, giờ các em click vào cửa chính của nó. Đây. Nhìn theo clip này, tức là click vào cái ô, thế còn cái content là click vào nội dung trong ô. Nếu kiểu trong một phòng của mình là sẽ cả một cái cell nhé, thì cái nội dung của phòng có thể là cái bàn này, cái ghế này. Khi mà theo content các em phải động vào cái ghế, cái bàn có tác dụng. Còn cái cell cứ vào phòng nó bị, còn cái nội dung là click vào cái gì trong phòng nó bị, hình tượng được. Giờ theo content này. Đấy, thì em kiểm tra if này, cái không lấy theo chân cột được thì lấy if e chấm con im đấy, tức là kiểm tra là cột thứ bao nhiêu bằng cái này bằng bao nhiêu là đến xem là cột được bao nhiêu. Đấy, đến từ không nhá,
không phải 1, 2, 3, 4, 5. Tức là nếu nó quét vào ô thứ 5, đấy là phiếu lưu xóa, thì ta là đây nó bằng 5. Sẽ áp dụng thông báo ở đây. Thông báo này, bạn có chắc chắn muốn xóa không? Vân vân, đây thông báo với dữ liệu nó không biết hết nhá. Để em biết xem vào, bạn chắc chắn muốn xóa này. Hỏi là từ cái này mình để là cái đấy, không xác nhận này. Đây, xong này là mét xác bóc button. Làm biết đâu. Cái này thêm ít là vào, các em làm bình thường thôi. Vàng biên nóc đi săn. Dưới này nào. Tấm vào biết thì ngại thì người ta xóa, các em vào cái này xóa đây. Xóa này, được chưa? Đây, thấy chưa? Khi ra ngoài có ô khác, khi trong ô này không vấn đề, thấy chưa? Khi ra ngoài như gì nhá? Bởi vì cái đấy là khi ra ngoài nó trong xeo của nick, còn cái này thì ở cái bàn khi vào trong là nó có tác dụng. Đây, thấy chưa? Thế là tiền cốt cái này thôi. Đấy là cái phần xóa nó này có thể kích ở đây nó có luôn đó. Đây này, lấy cái mã khác thì text này có luôn, các em lấy cái mã xóa đi. Được không? Video này là 1 phút.